Xin chào tất cả các cô chú các bác và tất cả anh chị và các bạn. Xin chúc tất cả các cô chú các bác và các bạn có một ngày mới tràn ngập hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Hôm nay Mỹ Linh đi vào xóm thăm một gia đình, nghe nói là bố mẹ mà mất hết, xong là còn một đứa cháu đang ở với bà. Đấy, xin mời tất cả mọi người cùng Mỹ Linh vào cái nhà cháu kia xem có như sự thật như mọi người nói không nhá. Mời tất cả mọi người đi cùng Mỹ Linh đi vào nhá. Đấy, đi vào nương ngô này, đường nương ngô này. Hay khó đi. Đấy. Không biết đến đâu chứ. Biết nhà ở đoạn nào. Đến đây rồi, thế là đi xuống xem. Biết có phải mấy cái nhà dưới này không? Chắc là vừa đi vừa hỏi cho mọi người ạ. Kiểu không biết nhà. Không biết nhà nào. Thao ơi, đằng này từ bờ nhà nó đứa chạy đứa thử. Kẹ có hết, còn đi mũi rồi. Mình đang hỏi đường có phải ở nhà này không, bảo là không, nhà tít dưới kia. Mọi người bảo nhà dưới này, không biết có phải không. Nghe bởi nhau chơi ồ. Em một đề mua. Một đề mua bố. Chó. Chó. Nó khó trước hết tỏ này lò. Nhớ chè bố. Nhật đề này. Đấy nhá lâu lời. Nó chỉ chút chân lò. Ồ. Bà đang nấu rượu bà ngựa. Ừ. Ừ, tao phải nó ngã chú chào rồi. Nhà đang cất rượu mọi người ạ. Mới chỉ một tảnh lò. Chỉ một tảnh lò. Ồ. Ồ là mới chỉ tả cho ô thế này. Ồ là ngạo. Nhưng mà phải là ủ à. Chúng tôi nghe chú hôm nay. Ồ. Mình lại hỏi là có phải cái nhà đấy không? Bà bảo đúng rồi, đây nhà bà đây. Ôi giờ lớn đi. Ôi giờ mất chị rồi. Hả? Ốt hay giờ nè. Tôi là. Tôi hăng rõ hả? Tôi có xong rồi. Ông mất được 12 năm mà mọi người, còn mỗi bà cứ dễ. Lúc hết rồi khách chỉ tao rồi. Khách bỏ kem mà. Bà mở cửa cho sáng ở nhà tối quá mọi người. Để ông mất, không mất được 12 năm. Đây khi rồi? Ồ. Oh. Ông mất rồi. Ồ, oh, nó là tôi qua, nó chết từ mấy tu sinh à, nhiệt dịch khe tả này rồi. Nhiệt dịch, nếu như mà, nếu mà nhìn nhé, nếu khi nào mà dịch nó cứ qua cho thế nào cũng nhớ à. À chua. À, tôi không mua bé sống à? Mà thằng niệm mua niệm mua bé sống chứ? Thằng đúng nhớ mà không bé sống chứ? À niệm niệm gì khi ta là? Niệm niệm khi nào một chút cô ấy niệm niệm đi vô chi niệm giàu à niệm thường cũng nhớ. Ồ. Mẹ mọi người ạ, nghe rất là buồn, nhiều hoàn cảnh giống nhau các mọi người. Mẹ thì bố mất thì mẹ cũng chạy sang Trung Quốc rồi. Khi mà mẹ chạy Trung Quốc, bố mất thì cháu được có 3 tuổi. Thì bây giờ là như nếu mất nó xong rồi. À được rồi. Ừ. Mà cậu đó chồng là chỉ 2 tuổi mà cậu đó chồng mà. Ồ. Năm nay là cháu được 14 tuổi rồi mọi người. Nếu mất thì là
tụi mi tú mở chi rồi nhớ phục xa ạ. Ờ chị dùng nhớ đi ạ, thì có cha mở đi mọi đây tại nhà tôi. Ờ chị dùng nhớ rồi đó. À, mà cháu đang ốm. Đây là cháu đang phải ăn, chắc là ăn cơm xong. Mà mén mọi người, mén có miếng cơm gạo, nước sầu rau. Mino pa sa tao lo mino. Pa sa tao này. Mất lần đi xe. Cháu đang ốm mà có dậy được về không? Ngồi đây nói chuyện với chú. Giờ con này lo. Cho dặn đi xe. Đây là cái cháu mà mọi người nói nhá, là mẹ chạy sang Trung Quốc, cháu 14 tuổi mọi người ạ, bố mất rồi. À, à bé chưa? Bé Mino hết rồi. À, cháu tên Nô mọi người nhá. Bố mẹ thì không còn rồi, cháu ở với bà thôi. Bà thì một mình bà thôi, còn ông thì cũng mất được 12 năm rồi, thế còn là mỗi hai bà cháu thôi, có hai người thôi nhé. Thì hôm nay bà ấy đang cất rượu. Tháng này một chút cuốn hả mẹ mẹ cô chứ? Ờ. Ờ, dạ đó. Cái liệu ạ, cân nẹp bao tuổi chứ cơ? Chỉ tôi đấy. Chỉ tôi là? Ừ. Chỉ bao nhiêu nhau thế? Châu Hai nhé. Ừ. Nhiều chỗ bẻ, nhiều chỗ khôn ra, khi khôn ra, chút cu, một chút cả. Ấy một đôi này khư. Mà sao này chỉ tôi chẳng này lọ? Nhiều chỗ đâu. Trong nước thì nó tết một chút này 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 mùa trời đó thì trong cái chỉ chút tuổi này chỉ một tuổi á. Ờ. Còn chẳng tôi là đang thằng này chứ nhỉ. Ờ. Mình có hỏi là biết mẹ lấy chồng ở đâu và có hay về thăm cháu không, bảo là không biết mẹ ở đâu và không về thăm. Chỉ biết là ngày xưa nghe các cụ nói là mẹ cháu chạy sang Trung Quốc lấy chồng, nhưng mà hiện tại không biết là ở điểm nào. Đấy. Ốc có bốn cho các nè. À, bán gió nè, bán hả Minu nè? Mình bán nè mà. Ủa thế anh gió nè chính cho? Mình gió đế lộ đi, hai người mù là chỉ lát chỉ bút, mình bên này chỉ bút. Nó chính cho là? À, Minh Lý có hỏi là cháu còn nhớ... Còn nhớ mẹ không? Bảo là cháu không nhớ rồi. Ở bé sáng sớm nè, được khen nè. Là mù lát của nàng mút có khừa. Vô lâu à, nhìn đi bán đâu ở đây cho có thể nấu nhớ mà. Nên là lâu tuổi là gì, cho thật thật nhớ nhớ cho có chứ. Ồ. Ý à, ý cho thì đủ dòng ra, đủ dòng. Ờ. À, bố mất mẹ chạy sang Trung Quốc lấy chồng thì khi nó cháu mới 3 tuổi mọi người, thì hiện tại là ấy, cháu ở với bà ở với bà thôi, ông thì cũng mất rồi, còn mỗi mình bà. Hiện tại gia đình này chỉ có hai người thôi, nên như chỗ tuổi này đó, ó tuổi sao? Đấy, hiện tại gia đình có hai người thôi mọi người. Đấy, thì hôm nay là nó là rất là buồn thay các cháu. Đấy, một cô cha mẹ phải ở với bà. Đấy, thì ông thì cũng mất rồi. Đấy, thì cháu ở với bà. Ơ, à, sao nếu bố cần ta? Chưa, chú mi dòng ta, chú mi cháu không đi học mọi người nhé. À, cháu ở với bà thôi. Bảo là cháu có đi học hành gì không, bảo là cháu không, cháu ở nhà với bà. Đấy, không làm gì. Sao nó nét ăn một cháu nó hả bố? Thấy bố. Ý là mỏ mê mê thế hả? Mê mê thế chứ? Chưa cháu nó mà tao mà. Cháu nó sao thế hả? Bảo là năm nay hai bà cháu thôi thì ngô nghiếc ở trên gác còn không có đủ ăn không? Bảo là còn một tí, năm nay vẫn đủ ăn. Đấy. Là đơn tay anh tớ ở dưới khen thì không có lò. Giờ là của là của vị ta là mốt tu. Ồ. Nó đã uống mốt tu đấy. Đấy giờ có rồi đó. Giờ u mà. Ồ. Bà này cũng già rồi mọi người, đây này. Đấy. Bà cụ này cũng già rồi. Bà này là 75 tuổi rồi mọi người nhé. Bà rua này 75 tuổi rồi. Đấy, thì bà cũng già rồi, ở với cháu thôi, cháu một cô cha mẹ ở với bà nuôi cháu này từ nhỏ, từ khi mà bố mẹ mà mẹ chạy sang Trung Quốc ấy, thì ấy cháu ở với bà thôi. Đấy, thì thường là như
Vùng cao trên này là gần biên nên là cứ bố mất hay là như thế nào thì mẹ toàn chạy sang Trung Quốc lấy chồng mọi người. Cái phong tục người Mông trên này là thường thường xảy ra như vậy. Cứ bố mất hay là có những cái vấn đề gì xảy ra cái là vợ chạy sang Trung Quốc lấy chồng, bỏ con bỏ cái ở nhà với cái bà thôi. Đấy, với ông bà thôi. Nếu bây giờ chết xuống nào thế à? Mình là bạn là con nuôi lợn bò gì không, bạn là nuôi một con lợn, có nuôi một con lợn mà một con bò, chó thì ở ngoài nên Mỹ Linh không dám ra ngoài quay cho mọi người xem nhé, để chó ở đây không dám ra ngoài. Đấy, thì nói chung rất là thương cháu một cô cha mẹ thôi. Đấy, rất là thương cháu. Cháu thì không biết mà mẹ ở đâu, mà cũng không nhớ mẹ nữa. Trẻ con mà lên đây nhá, môn tao hầu à. Bạn nước nước có đủ dùng không? Bạn là nước thì hứng nước mưa thì mùa này mùa mưa nên là dùng thoải mái. À, cha người chú ý thông an toàn đi rồi. Mấy thông cho ông chỉ người ta ít thông đâu thì hao mấy thông có cái buồn. Còn mấy thông với bữa sữa. À, bà Mỹ Linh có hỏi là bà nói bà cất rượu thì bán một một can 20 lít bao nhiêu tiền, bà bảo là 200 nghìn thôi mọi người ạ. Mà chơi chắc các cá đi mà. Bà bảo là rượu cũng ngon mọi người nhé, rượu tầm 30 độ. Nhưng mà đây bà thì bảo là ở xa, ở trong xóm xá thôi, xa huyện nên là rượu bán rất là rẻ. Có 200 nghìn một sách một can 20 lít thôi. Mọi người may có nhu cầu mua rượu về Tết hay là làm quà thì liên hệ Mỹ Linh nhé, Mỹ Linh giới thiệu cho nhé. Rượu thì ở trên này là toàn nó mên lá thôi, không như ở dưới xuôi với lại ở ngoài huyện là phải dùng men đứa ngọn thì uống này một khi nó hay đau đầu. Còn đây là bà men lá tự làm. Đấy, nên là do huyện nó xa ấy, không đem đi bán được nên là bán ở nhà bán rất là rẻ. Chủ yếu là được cái chủ yếu được cái cám để mình cho lợn thôi. Đấy, cho lợn và cho bò. Ở lão này tao tao xong này ở tụa chú chú cho nó cho cứ cứ thế hả? Tao chọn cái chồng mà Sa chào chị không? Sa chào chị xong. Ô lên tước khánh na đấy. Mỹ Linh có bảo là bà 75 tuổi rồi còn cất rượu với lại nuôi bò lợn nữa thì rất là vất vả. Bà bảo biết làm nào cháu ơi, cuộc sống gia đình ở vùng cao là vậy. Cho nên là mình không làm thì không ai làm thay. Nên cái số phận nó như thế rồi thì phải làm thôi, không làm thì không có ăn. Đấy. Hắn nên nếp bởi chủ cho cách đúng cái tên thế hả? Cho cái luôn hả? Cái đồ tụi nhỏ con luôn đúng cái Mà cho nó nên mấy chân ạ? À, cho thì bỏ số thừa tạp thì tụi nhỏ con chứ cái chỉ có một cái chết thì có cháu cả. Mình có hỏi là nhà thấy nhiều gà ở bên kia, bảo là có gà gà đen không? Bà bảo là còn một con gà mái đen thôi. Còn ở đây thì gần rừng núi nên là cũng có lạnh ấy, không là tốt, không là nắng nóng nên là gà con chết hết rồi, chỉ còn một con gà mái thôi. Cho nên nó bất cứ bờ cáo thế không Nhiều bảo tàng nè. vào tà đó. Nhiều bảo tàng hay rồi, nhưng mà được có tiền chứ nào. Thì chỉ muốn về thì chỉ muốn có tiền tài thì là mệt con nữa. Mình thì có hỏi là năm nay nhà gió to thế này ngô bị ảnh hưởng đến không? Bà bảo là ngô cũng gãy hết một nửa rồi, may mà con nuôi được con bò thì cắt về cho bò hết. Đấy. Năm nay gió to quá mọi người, hầu như là ở đâu thì cũng mất mùa. Thường Mỹ Đình hay vào thôn nó hỏi các bà các ông nhiều cũng bảo là mất mùa nhiều lắm. Mình sẽ đi ra ngoài đằng sau này một vòng. Đấy, có chỗ này, ở cái gì chả biết. Trên này là cái chỗ lớn này luôn à? Để trên này luôn rồi. Cái này
nhỏ cho bắt cha mà thấy cái mở thế pháp này. Một vòng quay cho mọi người xem nhá, nhà bà 75 tuổi, biết nhiều phép. Đây còn ông bà với cháu một cô, hai bà cháu mọi người. Cái chén này ở tàu hơn nên gió là đó. Lúc chén này là ư tàu tàu hơn tàu sông lỗ. Tàu mà lao cứ chưa rồi vui lắm mỗi lao lỗ thế nào. Hai lúc tao lúc tiệt tao hơn hơn nó chở xong lúc che lỗ. Lúc che á, lúc che thâu là chỗ lâu à tụi ta là tụi túi dầu tao à nhưng mà dính tay sửa luôn. Chúng ta xử gió? Thì đã ít tiền lần này luôn. Ồ, ít tiền lần này luôn nên vì ít bùa xong liệu? Mà đi dụng lầu thì mới xa chọc phía xong thế mà mua. Hít bùa tẩu? Ừ, dạ. À, mình định bảo là nhà này làm được lâu chưa? Thế cột hay mùn một thì bà có nói là năm nay bà mới 75 tuổi đấy, cái nhà này nhà từ cái thời ông làm rồi. Thì cái nhà này phải hơn 100 tuổi mọi người ạ. Bà là hơn nửa thế kỷ rồi. Đấy. Đã hơn một nửa thế kỷ nhá. Bà năm nay bà 75 nhá, với lại từ ông nội về, ông nội đã mất rồi. Thì phải là hơn 100 tuổi mọi người ạ. Hơn 100 năm cái nhà này. Đấy, tất cả những cái này là ngày xưa các cụ xa huyện ấy, nó không có là cái này mình phải làm mềm mềm mọi người nhé. Đấy, cái đá cố xoay, cố xoay xoay mềm mềm, nghiền mềm mềm đấy. Thế tới nhà muôn tàu trâu à? À tới rồi. Ừ. Tới chị mua mà là túi khô mềm, sau rồi lau nhớ túi khô lau mấy chị nè, chứ cho nhà la tu la du la cho tu la du la thì tu u lò thì nó thì tu thì tàu nó. Ồ. Thì tàu rất cũng chị nhiều. Là chị thấy là thấy thầu đi ra chị đâu tua rồi thấy thấy chị khôn này chứ. Ồ. Bảo là có nhiều củ nấu rượu không, bảo là ít lắm, thoảng lại nhặt ít củ khô và tưa về đun thôi. Chả mỡ chỉ mất thông lo mỗi nước thông mềm mềm thôi. Chua chua là ừ. À. Thế bảo là chua ta ăn đâu sao là ủa à nghe mua thứ đâu thì cháu không chua rồi thì thông thế à chưa thấy thông là hóa chị thứ thôi thì ta chua ờ chua tàn sẽ tỏ thông là chua tàn nó đấy thông cá mình thì cái thông giảm cái gì ờ. Mình định hỏi là bà hôm nay cất được nhiều rượu không? Bà bảo là cất được hơn 40 lít mọi người ạ. Đã hơn 40 lít thôi. Đã hơn 40 lít thì khoảng tầm 30 độ. Tầm 30 độ là cũng uống được mọi người ạ. Cũng nặng ấy. Mình tầm 30-35 độ là vừa thôi. Còn hơn quá thì uống rồi lại cháy cổ thì khó uống. Đấy, rất khó uống nhé mọi người nhé. Nhưng mà tôi ít liệt sự trả sữa nhưng mà nó mà xuống nó chưa thành phố đó. Thế mà chữ mà làm gì kia sẽ thấy cảm giảm không? Ừ, chú chỉ sợ. Chú chả có ngại của tàu kêu chú sợ. À, chú kia thì bà thấy cảm giảm mà. Chị Hào bà. Chị Hào, Mỹ Linh xin kết thúc video nha mọi người nhé. Bây giờ cũng xin phép ra về đây. Ừ. 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 Một chiếc mà tuốt bò bà bảo Mỹ Linh ngồi ăn chén rượu nhưng Mỹ Linh bảo thôi đi đường nó trời mưa đấy. Ừ, một chiếc mà nhí chợ bò ờ ừ. Mà một chiếc mà tuốt ờ ừ. À, bà Mỹ Linh bà xin phép bà nha. Mỹ Linh ra về đây. Mỹ Linh xin chào tất cả các cô chú các bác nha. Mỹ Linh xin tạm dừng video nhé. Mọi người xem nhé, kênh nhớ đăng ký ủng hộ Mỹ Linh nhé.